Chào các bạn, hiện tại đang trên tay mình đang là chiếc màn hình Asus ZenScreen, một chiếc màn hình mở rộng cho các thiết bị di động như là laptop, điện thoại và các thiết bị khác mà có thể sử dụng cổng chuẩn USB-C. Đây là chiếc màn hình đời thứ hai của Asus ra mắt vào 2 năm trước, và một cái điểm thay thế tốt nhất bây giờ là cổng chuẩn USB-C, rất là phù hợp cho các thiết bị di động ngày nay đã sử dụng hầu hết tất cả USB-C như bây giờ là một cái chuẩn chung. Và cải tiến tốt nhất của thằng Asus ZenScreen đời thứ hai này đó là dùng màn hình IPS cho góc nhìn lên đến 178 độ. Cái màn hình này do sử dụng công suất là 10W nên thành ra là cái độ sáng khoảng tầm 200 nits, và điện năng tiêu thụ thấp hơn sẽ giúp các thiết bị sẽ đỡ tốn pin hơn rất là nhiều. Theo mình đây là một chiếc màn hình rất là tuyệt vời. Tại vì sao? Là đây là một cái thiết bị giúp cho mình mở rộng được cái khả năng làm việc của mình. Tại vì các bạn cũng biết là cái màn hình laptop của mình lớn nhất bây giờ cũng chỉ là 17 inch, nhưng mà cái đó rất là khó để mình mang theo di động mọi nơi, như là quán cà phê hay là gặp đối tác hay là mình làm việc trong một không gian nhỏ. Một cái laptop bình thường thì to nhất bây giờ là 17 inch, nhưng mà chắc chắn những cái laptop đó sẽ rất là nặng. Thường là những laptop 17 inch là laptop gaming, nhưng mà mình thì chắc chắn không bao giờ mang theo cái laptop ấy được, rất là khó để mang theo mỗi ngày. Cái thứ hai nữa là những cái laptop mỏng nhẹ thường thì chỉ có quá lắm là khoảng 13-14 inch thôi, và cái không gian làm việc trên cái màn hình chắc chắn là sẽ rất ít. Lúc đó cái màn hình này nó sẽ là cái hỗ trợ công việc cho mình rất là tuyệt vời. Chúng ta rất có thể dễ dàng mang theo bởi vì nó cân nặng chỉ có khoảng 780g và độ mỏng là 8mm. Bên cạnh là chiếc cover này nó sẽ giúp chúng ta là vừa là một cái đế dựng, vừa là một cái thiết bị bảo vệ cho màn hình của chúng ta. Cấu hình và kích thước thì chiếc màn hình này nó mang kích thước là 15:6, tỷ lệ 16:9. Nó sẽ không sáng ở ngoài trời được, nhưng cái đó không phải là một cái mà mình sợ. Tại vì thường á, thì chúng ta chỉ nhìn trực diện, và chỉ khi mà làm việc trời cực thì nắng á, nắng trực tiếp vô thì chúng ta mới sợ là không thấy đường thôi. Các bạn vừa xem xong clip giới thiệu về chiếc màn hình Asus ZenScreen, và chắc chắn rằng sẽ còn rất là nhiều sản phẩm TechZone sẽ mang tới các bạn. Nếu các bạn có thích về một sản phẩm nào có thể comment ở phía dưới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.